Hello, chào mừng anh em đến với số tiếp theo trên kênh Giao thông Văn Minh. Tình huống đầu tiên thì không biết là anh 15A Hải Phòng lạc đâu vào tận trong miền Nam như nhưng mà này. Một mình độc chiếm một làn thế này. Và không hiểu là cụ đi kiểu gì luôn. Hôm nay mà là tiễn cụ lên đường nhanh lắm đấy. Đi nào. Phúc bao đi, ông đi lái xe làm đếch. Ôi làm đếch thì phải nhìn đấy, xong quay lại còn thách thức là cứ húc đi hiểu không? Trời, nói đùa cuộc đời. Rồi, đèn xanh đèn đỏ. Hôm nay khi khúc này thì ở trong miền Nam cơ. Rồi, hai ông này vượt rồi, một ông Innova với một ông tải rồi. Tiếp theo thêm một ông gì nữa, Innova tiếp à? Phải không nhỉ? Xong rồi tiếp theo một anh Fadin. Thôi rồi, anh Fadin này méc ôn này. Đấy. Thấy chưa? Rồi, tiếp theo. Và chúng ta sẽ có gì ở trong tình huống này? Cùng theo dõi sau đây. À rồi. Vâng, chúng ta gặp gỡ với lại một chị ninja ở trong miền miền Nam này. Đẳng cấp đấy. Kín mít được không? Đi qua không bất không có một cái cảm xúc gì luôn anh em ạ. Thấy không? Ôi, đẳng cấp của chị từ Bắc vào Nam, từ trong ra ngoài luôn luôn. Rồi. Nhạc đang du dương ấy, tự dưng có một ông gọi gì đây? Mitsubishi gì đây, Expander à? Đấy, mấy ông chạy gọi là dịch vụ. Ông vượt lên luôn 70G00480. Đấy, vượt lên luôn, xong ép đầu vào luôn. Nhưng mà còn tí nữa toạch. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Cái gì đây? Ai à? Ây da. À được, 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 được. Không biết là cụ đen này, cụ chạy xe kiểu gì? À, chả đũa. Ôi, một cái hành động gọi là cực kỳ ngáo và gây nguy hiểm cho gọi là rất nhiều người. Ồ, rồi. Thế là pha này là ba ông. Rồi, ở lại giải quyết với nhau thôi. Tăng 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 tăng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một ôi giời. Mẹ bố nhà ông đi đứng thế này gì để đỡ làm sao được ở đây ở các bố ơi. Ôi ôi, hai ông này đều là xe to chứ. Nhìn cái khung camera của cái bác có camera này thì là cũng xe to không phải bé đâu. Ôi ôi. Có anh phát đấy mà nó tộp một phát thì ôi sung sướng. Nghe làm dầm một phát thì lúc đấy mà nghề này lúc đấy nó hơi bị bạc anh em ạ. Thôi anh em thông cảm, thằng kia nó hơi ngu một tí, hơi ngáo một tí. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng không biết là nói thế nào cho nó vừa đấy. Xe nó to quá, bây giờ mình có ôm vào nó thì cũng hơi mệt. Lâu nhá, bố mới nhường, hiểu không? Tiếp theo vẫn ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy. Ô à, một ông VinFast, hình như là con VF8 hay sao nhỉ anh em nhỉ, nhìn nó con quen đấy. Đúng rồi, VF8 ấy ra lại định gọi là tranh thủ, hiểu không? Đi qua cái đoạn này lách lên phát thì, nhưng mà còn lâu, xếp hàng đi người anh em. Tuổi gì anh đây còn đang vội đây hiểu không? Chú cứ thích loi nhoi. Tuổi gì hiểu không? Tầm này thì anh có người chống lưng rồi. Tuổi chú tuổi gì? Cứ đi sau đây nha. Cay, nghĩ nó cay nhưng mà nó cú. Nào. Ồ. Rồi, hai chiếc xe máy rồi. Và đến chiếc thứ ba thì đéo nhường nữa. Nhường mãi xong rồi nó thành có thói quen hiểu không? Thực ra đây toàn anh em có thể mặc gọi là khá là lịch sự ấy, văn phòng văn viết các thứ ấy, nhưng mà
Hiểu luật đấy gì, nhưng mà đi thì cứ bố láo. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một anh gọi là lại Grab dịch vụ. Cùng theo dõi xem là nó xảy ra như thế nào. Rồi. Không hiểu anh là anh đi đứng kiểu gì mà anh ta té đấy chứ nè. Và tình huống này thì là cái tình huống mà tôi đã cảnh báo quá nhiều lần, kể cả một số những ông lái xe ô tô lẫn xe máy đấy, các ông để con cái lên như thế kia, tôi chả hiểu là suy nghĩ nó thế nào. Đấy, như thế này bao giờ, rồi nó xảy ra tình huống bất ngờ một phát thì tôi lại hối không kịp bao nhiêu lần rồi. Ui giời ơi, này thì siêu xe này, mới thích lượn qua đầu bố về à. Giời, siêu ơi, siêu là sắp đổ, hiểu không? Ok, tình huống tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi một cái tình huống ở trên đường đèo. Ở đường này có lẽ là một cái bản nào đó. Ôi, thế là hôm nay là có thịt trâu gác bếp rồi. Rồi lại còn có thêm món lạp trâu nữa là tuyệt vời, hiểu không? Ôi giời ơi, con trâu là đầu nghiệp, đầu cơ nghiệp của các cụ mà bây giờ lại cứ mang ra đường mà thả rông như thế này, gặp xe tải như thế này thì mất cả đầu cơ nghiệp rồi. Chạy ra bắt đèn ngay, hiểu không? Bắt đèn luôn. Không, hình như con tó nó mắc ẻ mà xong rồi, hay là cụ sang kia cụ uống nước mà cụ vứt xe giữa đường ấy. Con đấy chịu rồi, bó tay. Tôi đến lạy luôn, chịu. Thật sự là thua. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với hàng loạt những gọi là dân gọi là trí thức văn phòng các thứ. Đấy, mặc ăn mặc thì cũng rất là đẹp. Đấy, và chúng ta sẽ xem là cái cách mà họ tham gia giao thông ở đây. Một trong những cái thành phố lớn của nước ta nha. Đấy, anh em cùng nhau theo dõi. Đây, tôi cứ nghĩ là tôi lạc vào cái đường một chiều với anh em ạ. Nhưng mà không phải. Tôi cứ tưởng là tôi đi sai luật thôi, nhưng mà hóa ra lại không phải anh em ạ. Mà tôi đi đúng luật mà lại tự dưng rồi tôi lại thành người ngớ ngẩn luôn. Thực sự là những cái con người này là con người mà có nhận thức, có học thức, có gọi là văn bằng chứng chỉ đấy chứ nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mà ra đường tham gia giao thông này, tôi hết lời bình luận rồi, anh em để lại comment ở phía dưới để xem nha. Đấy, thấy chưa? Ủa, tôi lại cứ tưởng là mình nhầm đường, lỡ bước để đi vào đây cơ. Đấy, toàn đấy các anh chị dân văn phòng, quần là áo lượt, mặc đẹp, hiểu không? Ôi giời, không thể đỡ nổi anh em ạ. Bỏ tay thật sự rồi. Rồi anh em. Tiếp theo anh em sẽ đến với một cái tình huống tôi nghĩ là nó khá là ngáo ngơ ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và cùng nhau để lại bình luận ở phía dưới. Thực ra là câu chuyện là tôi cũng chẳng thể nào làm hài lòng hết được anh em ấy. Đấy, tôi cứ bình luận theo gọi là cảm hứng thôi, hiểu không? Nhưng mà dựa trên cơ sở pháp luật nhé. Ok, cái này thì có lẽ là chắc là chỉ có Việt Nam mới có thể làm được anh em ạ. Đấy, đẳng cấp không? Đúng không? Mà đi ô tô bây giờ mà nó không, ô tô kéo ô tô nó không phải thuộc dạng đẳng cấp, mà bây giờ nó phải mang xe máy ra tao kéo con trâu rồi không? Đấy, nó phải thế nó mới đẳng cấp. Và tiếp theo anh em sẽ theo dõi tình huống ngay sau đây để chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xem xét. Ai, một anh gọi gì đây? Toyota gọi là gì nhỉ? Ôi, tự dưng tôi lại quên cái tên xe này rồi. Fortuner. Ô, anh thông minh đấy, anh lùi xe cơ. Sống không lâu đâu. Cái đoạn quay đầu nó cách đấy khoảng tầm 10 mét thôi, nhưng mà nói chung là
khó miêu tả anh em ạ. Ok, tiếp theo. Hôm nay này tôi làm nguyên một cái video ở trong Sài Gòn để cho anh em gọi là đỡ phải thắc mắc. Tôi thì tôi không phải là ấy đâu, nhưng mà tôi dọi và thông minh. Thật là thông minh. Người anh em thông minh vậy trời. Ô, cái đường như thế này mà người anh em vẫn cố lách lên xong để định gọi là làm miếng thịt kẹp bánh mì hiểu không? Ô, hay lạ thật. Nhiều khi nó cũng không thể nào mà lường trước được cái suy nghĩ của những con người, mà nó cũng lạ lẫm anh em ạ. Nó khó lắm. Không biết là trả lời thế nào bây giờ. Không biết là phải bình luận thì ra sao với những cái tình huống kiểu như này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì ở đây. Đường thì khá là đông anh em ạ. Tôi thấy là các phương tiện di chuyển nghe chừng nó hơi khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem là nó có vấn đề gì ở đây. Ô, cái gì đấy? Ôi giời ơi, cái cụ 60A0594, biết địa điểm ở chỗ nào thì comment cho tôi nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình tiếp theo. Và đây là khu vực nào mà nghe chừng hẳn lắm sữa thế này. Ất thảo thế hình như là Ba Vì à. Ôi, cái gì đấy? Ôi giời, cu này cu sang đường. Cu nó quay đầu sang đường, đến bó tay lại hồn. Hồn ơi, hồn ở đây đâu? Ok. Ai à. Ô. Đây. Ô. Tôi hình dung được phát này anh em ạ. Ô. Cái gì đấy? Ok, môn này thì là tôi chưa được học và chưa được đào tạo anh em ạ. Thực sự. Nào, tiếp theo anh em sẽ đến với một cái đường cao tốc của Trung Quốc. A. À, ô. Ô. Ôi giời. Đường nó trơn và anh phóng với tốc độ có lẽ là một cái tốc độ gọi là lên loại là xít nữa thì lên ban thờ ngồi chôm chạy luôn. Đấy. Ngắm chuối với ngắm gà cả con luôn anh em ạ. Nhưng mà có lẽ là tay lái này là tay lái khá là cừ khôi khi mà xử lý tình huống khá là mượt anh em ạ. Cho nên là cũng chưa đến mức là lên chưa đến lúc ngồi lên ngồi ngắm gà với lại ngắm chuối anh em, chuối hương. Rồi. Rất may. À, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo để xem có cái gì nó xảy ra ở đây. Ở đây là chúng ta thấy là một anh VinFast. Rồi. Vâng, vâng. Rồi, một pha xử lý cực kỳ là điệu nghệ và tuyệt vời của anh VinFast mang biển số 14 đến từ Quảng Ninh. Vâng. Quảng Ninh là gần Hải Phòng mà Hải Phòng thì không lòng vòng được đâu, là Quảng Ninh thì cứ phải linh cho nó kỹ, hiểu không? Nào, chúng ta sẽ có gì tiếp theo ở đây? Một tình huống gì đây? Sẽ có gì cái gì ở đây mà hốt cả hệt. Ôi bác này là bác xe ô tô kia về hôm nay là có lẽ là sẽ mổ một con lợn để ăn mừng đúng không? Rất may. Cái gì nữa? Ôi ôi, cái gì đây? Ôi giời ơi, sao không ra sớm một thêm một tí nữa nhỉ? Ôi dí sang đấy thì là bó tay rồi. Nào, chúng ta sẽ có cái gì ở đây nào? Ôi à, ôi giờ xuống rãnh rồi à, mày quá vẫn chưa xuống. Đấy, pha này là mình vẫn hơi bị cừ khôi cho nên là vẫn chưa xuống rãnh. Và tim lúc này thì đang đập. Ôi giời ơi, cụ đầu kéo cụ to thế kia, nhìn cái vết phanh của cụ thì anh em có thể nào đoán cụ chạy với cái tốc độ là bao nhiêu. Đèn cháy hết cả một cái đoạn đường như này mà bó tay rồi. Pha này là kiểu tim đang đập, chân đang run, đang tìm lại hồn phách xem ở chỗ nào đây. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Cụ đi giao bia.
chậm giờ giao bia cho khách. Khách đang gọi hiểu không? Đang đến giờ chuẩn bị đến giờ giao bia cho khách mà cái giờ tầm này nó đang giờ cao điểm khách uống bia cụ đi để giao bia cho khách không là muộn. 34C cái gì đây? Ôi giời. Lần sau là làm thêm lon bia nữa cúng cụ luôn nha. Đấy. Cứ ra đường cứ phóng ra từ trong đường mà phóng ra như thế là bụp nhau luôn hiểu không? À, lại tiếp tục là chung của và chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Lại trời mưa. Lúc nãy là một cái tình huống à lại như lúc nãy. Rồi vàng. Tuyệt vời. Ấy trời mưa mà các cụ đóng tít lự thế này thì chắc là nhiều khi là các cụ còng lưng gánh cũng có khi là cũng không đỡ được đâu. Phát này thì đúng là rồi vẫn còn mạng đó, lại chạy tiếp đó, sau một tí nữa lại đóng tiếp. Ui thì làm gì. Tiếp theo chúng ta lại sẽ gặp gỡ với một thanh niên loi nhoi đến từ Hà Nội hiểu không? Đấy 230H28296 vâng xin chào, mình lại có hẹn với nhau ở đây rồi. Nhưng mà hôm nay thì hẹn với nhau nhưng mà nghe chừng nó không được vui vẻ cho lắm. Thích Trang đây làm gì đấy hả? Ôi giời Hà Nội là không vội được đâu. Thích lì đây đây. Ok hôm nay thì anh đang rảnh nha. Chú thích bao nhiêu thời gian anh cũng cho chú bấy nhiêu thời gian luôn. Câu chuyện này thì nó xảy ra rất rất nhiều. Và những cái thằng nó mà ngu như thế này khi mà đăng lên ý tưởng này chúng nó sẽ quay ra trong một kiểu gọi là cãi cùn nhỉ. Đấy. Gặp tôi đẩy cho lùi bằng ấy luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Đây không rõ là ở khu vực nào. Đây có lẽ là trên tuyến quốc lộ 1A. Và chúng ta sẽ xem. À rồi. Tôi đã phát hiện ra thêm một thằng đần lái xe nữa. Đấy. Thần đằng ở một thần đần thần đằng. Không hiểu là tại sao ông ấy lái xe ông ấy len lên xong rồi ông ấy úp đầu ra, ông ấy ngáng đầu xe đầu kéo thế này. Thì góc đấy thì nó cũng dính sát vào cái điểm mù mà rất là khó quan sát mà cụ rất như thế. Nào chúng ta sẽ có cái gì ở đây nào. À chưa xong. Ôi còn phát nữa. Ôi đây là quốc lộ 20 mà nơi hành tẩu của các cái tay đua khét tiếng của một vùng đất anh em hiểu không. Đấy. Nào chúng ta sẽ gặp với một loài chim mà duy nhất sẽ có ở Việt Nam nuôi và đặc biệt là ở một số cái tuyến đường như là quốc lộ 14 hay quốc lộ 20 đường lên Tây Nguyên đấy, và một số những cái tuyến khác ví dụ như là tuyến quốc lộ 1A cũ ở đoạn ở thị trấn Vôi đi xuống phố Tráng cộng với lại một cái gì nữa trên cái đoạn và gì nhỉ cả đường quốc lộ cao tốc Nội Bài Lào Cai và vân vân và mây một số tuyến đường nữa. Cái loài chim này nó cực kỳ đặc biệt, nó chỉ tồn tại được ở Việt Nam thôi hiểu không? Còn các nước khác nó bị tuyệt chủng hết rồi, bị săn hết rồi, ở Việt Nam thì nó vẫn còn đang nuôi. À chúng ta sẽ có cái gì tiếp. Ô cô cháu. Ê. Rồi chạy nhanh. Một con Lamborghini màu đen xuất hiện xe à, không phải đấu đầu mà ăn vào đuôi của xe tải 5 mạng rồi đúng không? Đấy, ông cứ chạy ra đường đến lúc rồi xảy ra rồi. Xong cái vụ thành bưởi nữa, bây giờ truy cứu từ cho ông gọi là đầu sỏ cho đến thằng cuối sỏ luôn. Và đây giờ nó đang đóng cửa cũng hết việc làm luôn. Mấy ông đi chạy xe thuê thì các ông hoành hoàng lắm. Ra đường tôi thấy là toàn mấy ông chạy xe thuê, các ông cứ hoành hoàng, ông chạy phi như đúng rồi. Của lợ mới là tháng được mấy chục triệu nhưng mà chạy
ghê tởm luôn. Đặc biệt là mấy ông xe ben với lại mấy ông xe dừng nằm đâu. Úi dồi ôi, tôi thề mấy anh em đi mấy cái con đường đèo mà cái đường gọi là của các bố vỉa ấy. Thôi rồi, cái câu chuyện là tôi nói có thể là nó hơi quá đáng một xíu, thế nhưng mà mong sao anh em đi đường lái xe hãy giữ cho mình một tí nữa thì toàn một cái trái tim nó ấm áp và một cái đầu nó lạnh nhé. Ôi, ốm rồi, nói nhiều quá, mỏi hết cả mồm, anh em thông cảm nhé. Nhưng mà hy vọng rằng là những cái video như này anh em rút kinh nghiệm để sau rồi về, sau mỗi chuyến đi dài thì trở về với lại gia đình, với vợ, với con, còn có những cái lúc mà được vui vẻ xung vầy. Chứ còn tôi thấy là một số anh em một đi mà không thèm trở về nữa luôn ấy. Đấy, dân chơi đây rồi đấy, dân chơi khối phân lớn đấy. Các anh có tiền, các anh chạy, các anh luồn lách, các anh oánh võng, xong các anh gọi là gây va chạm giao thông, xong các anh gọi là tỏ thái độ khệnh khoảng luôn, hiểu không? Đấy, đấy nhờ, khối phân lớn. Các khối phân lớn này chạy thì ghê rồi. Một cách đột ngột. Ok. Nào. Cường ơi, cho cháu một cân thịt bò. Đấy, cho cháu một cân thịt bò. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem. Ui, tao cho mày nguyên cả con. Đấy, mang về luôn, tao cho mày cả con luôn. Đấy, mang về. Ăn gì một cân, ăn cả con nè. Rồi, một đôi bạn sống chết là mặc bay, hiểu không? Đừng, thằng nào khỏe đừng có treo, hiểu không? Chơi thằng nào bắt mà. Đấy, đôi bạn gọi là rất là thân nhưng mà đừng thằng nào khỏe thằng ấy chạy, hiểu không? Chạy nhanh thì chẳng ấy thoát. Ok. Nào, chúng ta sẽ có gì tiếp theo ở đây. Ôi. Rồi, vâng. Anh em có phát hiện lỗi của cái cụ này là như thế nào không? Quay đầu cực kỳ là ẩu, đè lên vạch của người đi bộ. Đấy. Không biết là đoạn này có camera phạt nguội không? Bây giờ camera phạt nguội nó là một cái gì đấy nó ở khắp nơi rồi, cho nên là khó tránh lắm. Có chạy đừng lên quận nhở. Ok, tình huống tiếp theo có lẽ là một cái tình huống mà cũng đã xảy ra là khá là cũ rồi, nhưng mà nó cũng sẽ vẫn là mới khi mà anh em xem lại cái tình huống này để cảm nhận của nó. Úi dồi ôi. Ôi, khét lẹt tôi. Tôi edit video này không biết là ở đoạn đường nào, nhưng mà ở Bắc Giang tôi vẫn ngửi thấy mùi khét lẹt anh em ạ. Mùi khét của cao su cháy, mà mùi khét của lốp bám đường. Khét cực kỳ luôn. Không hiểu là phát này mà nó va vào nhau thì nó sẽ như thế nào anh em nhỉ. Tôi đang mường tượng là cái hình ảnh mà nó ra va vào nhau là nó rình phát, hai xe nó bềnh ra ngay bên. Ôi ôi, nhìn cái cảnh tượng thế này thì đấy nha, bây giờ anh chú xe này. Anh chỉ làm cháu vía này tưởng à. Nó vía vào cái đầu xe ben kia gì nị. Úi giời, đấy các cháu nó ở nhà nó ngoan lắm. Ôi, thấy chưa? Và cái vụ ở Hà Giang vừa rồi ấy thì là mới có sáu thằng thôi chứ không nhỉ, hai cái xe máy đấu đầu nhau chắc là mới có 6 thằng thôi đúng nhỉ. Đúng rồi. Còn cái vụ mới nhất gần đây thì ở Lạng Sơn, cái xe 16 chỗ cũng đấu đầu với cái. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì ở đây, anh em sẽ cùng theo dõi tình huống này và để lại comment ở phía dưới, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về các tình huống video giao thông trong những cái đoạn phần sau.
Còn video này sẽ kết thúc ở cái tình huống sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Tôi sẽ không nói nhiều nữa để cho anh em tự xem và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Lại nghe tôi nói chuyện tiếp nha. Vậy thôi, xin chào anh em.